Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay đã đổ vào con đập Tam Hiệp của Trung Quốc vào 2 ngày tới. Trước đó, vào ngày hôm qua, đập Tam Hiệp của Trung Quốc đã phải mở 9 cửa sâu để xả lũ. Trước tình hình cùng lúc xảy ra mưa lớn và bão mạnh, Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo vùng lũ lên cấp 2. Trước tình hình lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh thành Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thị sát đầu tiên tại tỉnh An Huy, kiểm tra tình hình nước của sông Hoài Hà và tìm hiểu về các biện pháp địa phương để kiểm soát lũ lụt, cứu trợ thiên tai và khôi phục sản xuất sau lũ lụt. Ông cũng đã đến thăm và động viên những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trước đó, hồi cuối tháng 2, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Sa ở An Huy đã vượt trên mức cảnh báo và mực nước sông Sào Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. 12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc đã bước vào thời kỳ khẩn cấp, kiểm soát lũ vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá khắp các vùng đất rộng lớn của đất nước. Theo dự báo của Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc sẽ lên tới 70.000 mét khối mỗi giây vào ngày mai và trong ngày tiếp theo. Lưu lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp ước đạt 74.000 mét khối mỗi giây. Sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Dương Tử trong suốt 10 ngày qua, Văn phòng Khí tượng địa phương ở Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa màu cam 2 ngày liên tiếp lần đầu tiên trong năm nay. Trận mưa bão bao phủ 12% tỉnh Tứ Xuyên khiến 41 con sông ở đây vượt quá mức cảnh báo. Trong số này, 22 con sông đã vượt qua mức được gọi là an toàn và hiện được đặt ở mức gấp đôi trong mùa lũ năm nay. Hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc dự kiến sẽ chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ khi nó bắt đầu trữ nước vào năm 2003. Các dòng sông dâng cao đã làm ngập một số khu vực đô thị ở Nhã An và Lạc Sơn. Đoạn sông Thanh Y chảy qua Nhã Nam cũng đang phải hứng chịu một trận lụt lớn hiếm thấy trong lịch sử 100 năm qua. Các nhà chức trách ước tính, mực nước của huyện Kim Đường thuộc thành phố Thành Đô nằm ở thượng nguồn sông Đà Giang sẽ vượt mức an toàn 3,85m và lưu lượng nước chảy ra sẽ lên tới 8.200 mét khối mỗi giây. Thiết lập mức kỷ lục mới trong 74 năm kể từ năm 1949, tốc độ dòng chảy cao nhất được ghi nhận là 8.100 mét khối mỗi giây vào năm 1981. Nếu nó đạt 8.200 mét khối mỗi giây vào thời điểm này, có nghĩa là đỉnh lũ sẽ thiết lập kỷ lục cao mọi thời đại. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật, một di sản thế giới được UNESCO công nhận ở bên ngoài thành phố Lạc Sơn. Nước lũ tràn đến chân của tượng Phật lần đầu tiên kể từ năm 1949. Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán ghi nhận, những trận mưa như chút nước khiến ít nhất khoảng 100.000 người dân Tứ Xuyên phải sơ tán. Trước đó, bão số 2 hình thành từ Đông Bắc Biển Đông đổ bộ khiến Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp về lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong thang 4 cấp độ vì mưa lớn dự kiến tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 10 từ 90 đến 100 km mỗi giờ, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc trước đó nhấn mạnh cần thiết theo dõi chặt chẽ sự phát triển của bão số 2, kịp thời di rời tàu thuyền và người dân ở các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi đề phòng các thảm họa như lũ lụt và ngập úng. Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng địa phương, mưa lớn gây thiệt hại diện rộng với các mặt, cụ thể đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác ở nhiều vùng của tỉnh Tứ Xuyên bị thiệt hại ở nhiều cấp độ khác nhau. Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên cùng các thành phố Đức Dương và Miên Dương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc ước tính tổn thất kinh tế trực tiếp của thảm họa mưa lũ là 26 tỷ đô la Mỹ do đất nông nghiệp, đường xá và các tài sản khác bị phá hủy, khoảng 55 triệu người bị ảnh hưởng. Mới đây, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã khẩn trương gửi đồ cứu trợ đến các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Tổng cộng đã có 3.500 gói hàng cứu trợ gia đình, 2.000 chăn và 2.000 áo khoác đã được gấp rút chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng.
các đội chữ thập đỏ địa phương như Thiểm Tây, Tứ Xuyên đã ngay lập tức huy động các lực lượng dân, quân, quân đội sơ tán người dân về nơi an toàn, tránh xảy ra thiệt hại về người. Đây được xem là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về đợt mưa lũ lịch sử trong tháng này. Theo thống kê từ Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bộ Tài nguyên Nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn và Cục Khí tượng của Trung Quốc, so với cùng kỳ năm 2022, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2023 tại nước này tăng 72%, số người chết và mất tích do thảm họa giảm 30%, số lần phải di tản khẩn cấp tăng 125%, số nhà bị sập tăng 6%, thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 107%. Mưa lũ kéo dài trong thời điểm này khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với thảm họa kép, vốn đang trong tình trạng mong manh vì đại dịch COVID-19. Lũ lụt cũng dấy lên mối lo ngại về an ninh lương thực tại quốc gia tỷ dân. Đến nay, Bắc Kinh phải đảm bảo nguồn cung cấp lương thực bằng cách nhập khẩu một lượng lớn sản phẩm từ các nước khác và giải phóng hàng chục triệu tấn từ các nguồn dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, COVID-19 và căng thẳng giữa Trung Quốc với phương Tây có thể khiến việc nhập khẩu trở nên phức tạp hơn trong tương lai. Các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo rằng lũ lụt có thể lan rộng hơn về phía Bắc, đe dọa đến thu hoạch lúa mì và ngô của nước này. Theo đó, nếu lũ lụt được kiềm chế vào cuối tháng này, tăng trưởng GDP nông nghiệp có thể giảm hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, sản lượng nông nghiệp bị tổn thất. Trong khi đó, các nhà phân tích gần đây ước tính Trung Quốc có thể mất 11,2 triệu tấn lương thực so với năm ngoái do diện tích đất trồng trọt bị thiệt hại vào giữa tháng vừa qua. Con số này tương đương 5% lượng gạo mà Trung Quốc sản xuất. Bên cạnh đó, giá một số loại nông sản tại Trung Quốc tăng cao. Cụ thể, giá ngô tháng trước tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022, mức cao nhất trong 5 năm qua. Giá đậu tương cũng tăng vọt lên 30% so với cuối năm ngoái. Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang cũng là nguyên nhân đẩy giá mặt hàng này lên cao. Tại tỉnh Giang Tây, một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi lũ lụt, khoảng 877.900 ha đất nông nghiệp bị tàn phá, gây thiệt hại 10,07 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,45 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, hơn 39 ha đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao của tỉnh bị ngập, chiếm 2,3% diện tích trồng trọt, thiệt hại ước tính 1,26 tỷ nhân dân tệ, khoảng 180,8 triệu đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, lũ lụt ở lưu vực sông Trường Giang cộng với những trận mưa không ngớt ở khu vực Trung và hạ lưu sông Trường Giang vào tháng này đang dồn sức ép lên đập Tam Hiệp. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp đe dọa 500 triệu người, mưa lớn kéo dài tạo sức ép lên đập Tam Hiệp. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, chiều ngày thứ Ba, từ Quý Châu đến Trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ xảy ra trận mưa lớn nhất. Dự kiến đợt mưa này sẽ kéo dài trong 5 ngày. Hơn 10 tỉnh bao gồm Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây sẽ bị ảnh hưởng xảy ra mưa vừa và mưa lớn. Có một số nơi có mưa bão rất lớn. Tỉnh Tứ Xuyên ngày thứ Ba, lượng mưa lớn liên tục tăng trong những ngày gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết. Sở Tài nguyên nước An Huy đã thông báo rằng Sở và Cục Khí tượng tỉnh An Huy đã đưa ra cảnh báo khí tượng cảnh báo màu đỏ và cảnh báo màu cam đối với thảm họa lũ xoáy. Tính đến 6 giờ cùng ngày, tổng dung lượng lưu trữ của các hồ chứa lớn ở tỉnh An Huy là 5.306 tỷ mét khối, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh An Huy có 153 hồ chứa có mực nước vượt quá giới hạn lũ lụt, bao gồm 5 hồ chứa cỡ trung bình và 148 hồ chứa nhỏ. Từ hơn 10 ngày nay, lượng mưa trung bình tích lũy ở tỉnh An Huy là 182mm. Cảnh báo sớm cho biết, từ 20 giờ ngày thứ 2 đến 20 giờ ngày thứ 3, thảm họa lũ lụt có khả năng xảy ra ở huyện Hoắc Sơn, huyện Kim Trại, huyện Thư Thành và Nhạc Tây của thành phố An Khánh, quận Kim An, thành phố Lục An, quận Dự An, quận Tiềm Sơn và quận Thái Hồ của thành phố An Khánh có nhiều khả năng xảy ra thảm họa lũ xoáy. Trước đó, ngày thứ Hai, Bộ Thủy lợi của Trung Quốc nói rằng tại thượng nguồn của sông Dương Tử là sông Ngô Giang và Tam Hiệp, hệ thống nước hồ Động Đình, hệ thống nước hồ Bà Dương, sông vùng Trung hạ lưu Trường Giang, sông Lạc An và sông Tu Thủy, Thái Hồ và các dòng sông ở khu vực xung quanh, sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang, khu vực núi Hoài Nam ở tỉnh An Huy, sông Liễu Giang, sông Quế Giang ở Quảng Tây, sông Nộ ở tỉnh Vân Nam và các dòng sông khác sẽ xuất hiện mực nước dâng cao. Trong số đó, Tương Giang, Tư Thủy, Nguyên Giang ở Hồ Nam, Nghi Giang ở Giang Tây, Liễu Giang và Quế Giang ở Quảng Tây có thể xảy ra lũ, sông Nộ ở Vân Nam có thể xảy ra lũ lớn, một số sông nhỏ và vừa trong khu vực mưa bão cũng có thể gặp tạo ra lũ lụt lớn.
cũng trong ngày sông Đại Độ đã hình thành trận lũ số 1 năm 2023 và dòng chính thượng nguồn và một số nhánh sông xuất hiện mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo khí tượng, cao nguyên phía Tây Tứ Xuyên vẫn có lượng mưa lớn và tình hình rất nghiêm trọng. Kể từ đầu tháng đến nay, miền Nam Trung Quốc đã liên tiếp phải hứng chịu những trận mưa lớn gây ra tai họa cho 8,52 triệu người dân của 24 tỉnh. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc mới đây đã tổ chức một cuộc họp thông báo rằng năm nay họ sẽ tập trung vào 3 rủi ro lớn là mực nước lũ vượt mức, sự cố hồ chứa và lũ quét. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến, đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.